Sáng ngày 11 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022-2023 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Trong đó, trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất 24,25. Năm nay là năm đầu tiên mà điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh được tính theo cách mới, là tổng điểm 3 môn thi toán, văn, ngoại ngữ đều tính theo hệ số 1. Những năm trước, điểm thi toán và văn nhân hệ số 2. Nhóm các trường có điểm chuẩn cao từ 21 điểm trở lên, tức trung bình mỗi môn là 7 điểm. Sau Nguyễn Thượng Hiền là Nguyễn Hữu Huân, 23,25, Nguyễn Thị Minh Khai, 23,25, Gia Định, 23, Mạc Đỉnh Chi, 22,75, Phú Nhuận, 22,5, Lê Quý Đôn, 22,25, Bùi Thị Xuân, 22,25, Nguyễn Hữu Cầu, 22, Trương Vương, 21, Lương Thế Vinh, 21 điểm. Năm nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 93.277 thí sinh dự thi, với tổng cộng 72.784 suất vào lớp 10 công lập.